À, cái nhân duyên mà giữa những đức quý vị mà gặp nhau trong cuộc đời này cũng đặc biệt, à, cũng như những đức để ý, có nhiều chương trình những đức đã từng tổ chức qua, dù là 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng mà những người đã từng biết qua những đức cũng nỗ lực hết mình lao theo. Khi bất cứ một cái khóa tu nào những đức đưa lên, quý vị đều rất hưởng ứng. Đây cũng là một nhân duyên đặc biệt tuyệt vời, chứ không phải đơn giản quý vị. Những đức thấy bây giờ như khóa tu mà những đức mà đưa lên mà thấy giống như nó kín lịch luôn. Từ sáng mà cho đến 10 giờ xuyên suốt luôn quý vị. Mà quý vị biết rằng là chúng ta thì có thể lên tu vậy là xong thôi. Nó nói với những đức cũng lên tu một cái nhất là cái ông mà ông bạc máy cũng khổ, không đơn giản. Lao theo. Hôm qua có mấy người gặp những đức nói không thôi, thầy mai mốt thêm cái thời khóa từ 10 giờ tới 11 giờ. Những đức nói nhưng mà đi thêm tờ khóa nữa đó nữa chắc mau giảng sanh dữ. Biết rằng là cái ông mà bắt máy cũng 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 cực lắm đó quý vị, ông lao theo những đức. Lao theo ông đuối, mình thì 43 tuổi, ổng thì hai mấy tuổi. Sáng mỗi khi thấy ổng mà ổng ngủ mà thôi mệt lắm quý vị, không giỡn đâu. Ông vừa phải cái mạng ở khi nó bị rớt mạng đồ, ông phải bấm của ông làm không đơn giản. Vì nhìn thì một cái việc làm gì vì nhìn nó đơn giản như thế, nhưng mà thật sự nó đúng ra nó phải nhiều, ít giá chót phải cả 5 7 người chứ không phải đơn giản đâu quý vị, chứ không phải là một người mà làm được gì đâu. Nghĩa là nó những đức nghĩ rằng là phải chia công việc ra là phải 5 người á để làm á. Còn mình thì mình lên mình tu cái là xong à. Nhưng mà giống như bây giờ bên cạnh những đức thì có mấy anh em thôi. Những đức thì tu nói chuyện à. Còn một một ông này thì ổng bấm máy mà ổng cũng phải tu luôn. Tại vì ổng trực tiếp ở đó để mà ổng tu chung, rồi vừa xong cái là ổng chuyển máy qua cho những đức nói chuyện liền, nên ổng đeo theo suốt luôn. Dính luôn vậy đó. Đó. Nhưng mà nếu mà thấy được cái sự lợi ích thì cái sự nỗ lực đó của ông nó tự nhiên từ từ nó vượt lên chính mình luôn, ý nghĩa vô cùng. Nhưng mà thấy đuối chứ không có chuyện giỡn, nhất là những cái khóa mà đi 12 giờ khuya như những đức, như tầm 43 tuổi là những đức ngủ ít, như những đức ngủ rất ít luôn. Còn người khác thì không đơn giản quý vị, người khác mà ít ngủ là nó không đơn giản đâu. Nó nên từ nơi đó mà duy trì được cái cách tu gì nó cả vấn đề không đơn giản. Nó phải nói là Phật Bồ Tát cũng gia hộ. Nó có những đức thấy mà có những khóa tu bằng đêm mà 12 giờ khuya, có khi tự nhiên vô tu thì rớt mạng. Có những cái mình trong cái cõi đời này nó không đơn giản, mình làm bất cứ cái gì nó phải có trở ngại gì đó. Rồi lấy lại mạng, rồi quý vị thấy không, mà cả quý vị bên kia mà khi rớt mạng vì cũng nhốn nháo. Nó mà có khi mà cái máy này những đức thấy mà bấm tứ tung lang tang. Những đức thì có thể tu tập và này kia, chứ kêu những đức mà học thêm cái này nữa thôi chắc những đức không chịu nổi, không đơn giản đâu. Học thì cũng được đó, nhưng mà nó nạp vô đầu mình nhiều thứ quá, thêm nhiều quá. Nó nên từ nơi đó mới bị biết rằng là có những khi mà nguyên một cái giàn đông mà mấy ngàn người mà quên tắt cái tiếng thôi, những đức đang nói chuyện gì thôi mà nó như là cái ổ ong mùa giẻ sùm chứ. Có cái tập với họ mà có khi mà nói chuyện sùm vậy, có nhiều bà mà nói im đi mẹ, thầy giảng nói chuyện hoài chữ sùm chứ, không đơn giản đấy vị ơi. Đến từ nơi đó mà nên là có những lúc quý vị thấy không sùm hết chân luôn đó. Nên từ nơi đó mà đây cũng là một cái công việc làm không đơn giản á, mà như những đức là
là máy móc rồi là nhà nước không gạch. Nhưng mà nhà nước toàn là làm cái chuyện mà thời đại không à. Vì đi đi như cái lúc nhà nước tổ chức chương trình đi, máy quay phim rồi làm phim nữa vậy thấy không, đưa lên mạng thôi liên 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 liên, mà quay phim làm phim nó không đơn giản. Vì một phim ảnh nhà nước đưa lên là thôi cũng là đẹp á, làm phim cũng đẹp, mà đưa lên quá nhiều rồi tiếp tục tới cái chương trình tu này tiếp tục giống như là nó nằm vào thời đại luôn đó quý vị. Cái cách tu này là thời đại á, quá chuyện dẫn chơi đâu nghe. Nó nghe là hiện tại là không mấy người làm á, mà những đức là cùi bắp mà làm theo thời đại không á. Quý vị ý thì ngồi suy nghĩ đi, vì thấy cái chuyện này nó lạ thiệt. Nó nên á, với cái dụng cụ mà làm này của những đức nó rất đơn sơ. Rất đơn sơ nhưng mà nó lại kết quả. Kết quả ngay cái chỗ nào quý vị không? Những đức từng nói với quý vị, sự thành công của con người từ siêng năng. Những đức được đúng mục tiêu chỗ này. Khi những đức đã làm cái gì là những đức nhắm mục tiêu và những đức quyết chí làm cho bằng được. Đó là cái mà những đức có được chỗ thành công. Nên các cháu nhỏ nhỏ mà ngồi đây các con nhớ, con người hơn con người chỉ ngay đúng một chỗ là khi đã nhắm được mục tiêu gì phải suy nghĩ cho kỹ và nhất định phải làm cho tới cùng thì mới có cái thành công. Dù là nó có lỡ bị thất bại nó cũng cho mình một cái kinh nghiệm. Còn con người mà rất dễ bỏ cuộc là đa phần con người này dù có gặp được cơ hội cũng đều thất bại. Gặp cơ hội cũng thất bại nữa. Tại vì họ dễ bỏ cuộc quá nên nó đâu có cái gì mà họ cố gắng đâu. Nó có gặp cơ hội thì họ cũng thất bại. Giống như những đứa gặp cái môn niệm Phật đúng không? Cùng một thời những đứa không biết bao nhiêu người gặp cái môn tịnh độ cùng một thời. Và hiện tại bây giờ họ đều bỏ rất là nhiều. Có những người họ không tu hành luôn, nghỉ luôn á. Nhiều lắm. Đúng không? Nhưng mà dù những đức có gặp sự thuận nghịch gì cũng quyết tâm niệm Phật cho tới cùng, quyết tâm niệm Phật tới cùng và tự hành hóa tha. Tự hành là tự mình hành trì, hóa tha là mình đem pháp môn tịnh độ chân thật giới thiệu. Mà cái cách đem pháp môn tịnh Phật giới thiệu của những đức đó là gì? Nhờ rất nhiều con người để cùng chung tay. Thì biết lúc trước những đức ở một nơi thôi, mà tại sao chương trình những đức một tổ chức nó đông không tưởng tượng được là vì sao? Vì những đức nhờ rất nhiều đôi tay của người để cùng làm. Nên sự thành công của con người chúng ta không có một thành công nào mà là độc lập một mình. Sự thành công là phải nhờ sự đoàn kết. Nên Bác Hồ ngày nói một câu, đoàn kết, đại đoàn kết là lớn đó. Thì thành công mới đại thành công. Tiểu đoàn kết thì tiểu thành công. Đại đoàn kết thì đại thành công. Một cái tổ chức nào gì chứ, bất cứ một bộ máy làm việc nào nó mà đã không đoàn kết là nó sự phá hoại. Vì không đoàn kết như trong một gia đình, người này cố gắng làm nhưng người kia phá, người này thành công người kia phá. Nên cái tình bạn mà chơi với nhau á, giữa con người đến với con người mà chơi lâu dài là ngay chỗ nào biết không? Thấy bạn mình thành công mình mừng, thấy bạn mình thất bại mình thương. Đó là đánh mất đi cái tâm đố kỵ. Con người là thường bị một cái bệnh đố kỵ là thấy người thành công mình muốn hại, thấy người thất bại mình cười. Đó, đây gọi là tâm lượng hẹp hòi đấy vị. Nên chúng ta là người nghe đạo, mình phải biết cái nguồn gốc của khổ đau là từ đâu. Thân này nè quý vị, nguồn gốc của khổ đau là gì? Chúng ta còn mang thân này nè. Vì ngồi suy nghĩ thật kỹ đi. Vì sao thế giới cực lạc mà vui? Vì thế giới cực lạc không còn cái thân này. Nhìn thì thấy có thân vậy đó, nhưng họ không còn cái thân này. Thân họ trông như pha lê, con người họ không còn bị tình chấp trong cái ngũ dục lục trần, không còn cái tình chấp của tứ đại đất nước gió lửa. Nên họ không còn khổ vì cái thân này nữa. Còn mình là còn mang cái thân tứ đại đất nước gió lửa hợp thành. Mà đã là tứ đại này hợp thành thì nó có lúc trời sụp, chúng ta theo đó mà khổ đau. Trời là lúc chúng ta khỏe là sức khỏe quá, sụp là chúng ta khi bệnh hoạn quá. Đó là khổ đau của mang thân. Và nhu cầu của mang cái thân này là nhu cầu của cuộc sống. Chúng ta bị cuộc sống nó buộc ràng chúng ta nên chúng ta khổ đau. Các vị ngồi suy nghĩ kỹ nghe à, cái nguồn gốc của khổ đau là từ thân này và nhu cầu của cuộc sống. Đó là nhà cửa, cuộc sống ăn uống, rồi
cuộc sống làm sao tiện bề, lâu ngày nó hình thành chúng ta một nhu cầu cuộc sống và thành quen đi cái tính này. Và khi chúng ta rất sợ bị mất đi và chúng ta sợ bị khổ, từ nơi đó mà thành tình chấp của nhu cầu cuộc sống, làm nguồn gốc khổ từ tham, nguồn gốc khổ từ tham. Thì ngồi suy nghĩ thật là kỹ. Nên á, tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni ngài là thái tử mà ngài lại dùng cái hạnh tu mà gọi là nhìn thấu, ngài buông xuống chót lọt. Nhiều người nói ngài sao dại khờ, nhưng riêng ngài rất tự tại, vì ngài không bị cái vật chất của cải buộc ràng nên ngài rất tự tại, gọi là giác ngộ hoàn toàn. Còn chúng ta chưa làm được điều này, chúng ta còn rất nhiều thứ buộc ràng chúng ta. Như các ngài có thể ngủ ngoài gốc cây, mà quy tắc một gốc cây 3 đêm phải đổi gốc cây khác. Sợ ngủ một gốc cây đó, đệ tử sau này làm theo chấp gốc cây, nên các ngài 3 ngày đổi gốc cây. Còn mình thì ở trong một căn nhà, mình bồi dưỡng nó và bám chặt căn nhà và dính mắc căn nhà, nên cái việc giải thoát của chúng ta bị trở ngại. Nên cái nhu cầu cuộc sống là cái khổ đau từ thân nguồn gốc này mà ra. Mỗi người phải, chúng ta phải nhận thức được cái khổ đau bắt nguồn từ đâu, từ thân này. Và quý vị biết giữa con người đến với con người cũng là do từ thân này mà mắc tình cảm. Đây chỗ này quan trọng nè. Nên chúng ta là người học đạo nhớ kỹ nè quý vị. Tình cảm và mắc tình cảm. Tình cảm, tại sao mắc tình cảm? Vì tình cảm mà khó nói ra những điều bản thân mình muốn nói là sẽ mắc tình cảm. Và lợi dụng vào tình cảm rồi chúng ta mắc tình cảm. Có không? Có đó. Nên quý vị là những người Phật tử, khi quý một ông thầy, quý một sư cô, quý một nơi nào đó, quý trọng, nhưng không khéo chúng ta lại lạm dụng trong tình cảm, để cuối cùng chúng ta đánh mất đi tình cảm giữa con người đến với con người với nhau. Nên con người với con người với nhau có những cái cần phải rõ ràng và cần phải thẳng thắn với những cái mình làm được và những cái mình làm không được. Thường con người bị tình cảm không dám nói ra và ấp lấp trong tình cảm, rồi cuối cùng chúng ta đi đổ vỡ tình cảm. Đó gọi là lạm dụng tình cảm, mắc tình cảm. Quý vị ngồi suy nghĩ đi, tình anh em, rồi gia đình, bạn bè, thầy trò, tưởng đâu mình quá thân với nhau quý vị. Thí dụ như thầy trò đi, mình quá thân với nhau đi, mình làm việc thiện mà, mình làm gì mình kêu Phật tử này, mình kêu Phật tử này, mình kêu Phật tử này, mình kêu với thành quen. Nhưng có những lúc nó làm ăn đâu ra tiền đâu. Thường thì nó cứ hộ trì hoài, mình kêu hoài. Đến lúc rồi mình kêu, họ nói họ không có thì họ ngại. Nhưng họ cố gắng đến mức mà họ bị ảnh hưởng cái tâm luôn. Rồi cuối cùng quay lại phỉ báng, ban đầu là tình cảm, ban đầu là thầy thầy cho. Nhưng sau này thành nó đổ vỡ cái tâm, và cuối cùng phải chạy trốn tình cảm, và cuối cùng giữa tình cảm nó phải xa nhau luôn. Nên con người đến với con người vì phải hết sức cẩn thận chỗ này. Chúng ta làm được những gì chúng ta làm được thì chúng ta làm, đó là việc tốt. Việc gì chúng ta làm không được, chúng ta phải thẳng thắn rõ ràng. Dạ con làm không được, việc này con làm không được, con không có khả năng làm được việc này. Hoặc là thí dụ như người ta nhờ mình mua một cái gì, mình có thể, nhớ kỹ điều này, người ta nhờ mình mua một cái gì thì bản thân của mình phải biết người ta nhờ mình là người ta phải có điều kiện để người ta nhờ mình. Còn khi mình cần giúp cái gì là bản thân mình thấy cái đó cần giúp, mình giúp. Chứ nếu như mà nhờ rồi mình, cái người nhờ im ru không nói gì tiền bạc, người nhờ im ru không nói gì tiền bạc, người nhờ im ru không nói gì tiền bạc, lâu ngày tình cảm này chắc chắn sẽ bị đổ vỡ. Nên quý vị phải nhớ kỹ nghe, cái tình cảm bị đổ vỡ nó xen vật chất vào đó, vật chất nó xen vào tình cảm, nó sẽ đổ vỡ đi tình cảm. Và vật chất có thể nuôi dưỡng được tình cảm nếu quý vị khéo léo. Vật chất nó cũng là giúp cho chúng ta tăng trưởng tình cảm, và cũng chính vật chất nó làm chúng ta đổ vỡ tình cảm. Nếu như quý vị không khéo léo sử dụng thì nhất định vật chất sẽ làm đổ vỡ, vật chất sẽ giúp cho chúng ta phát triển tình cảm. Nên giữa con người á, đến với nhau cũng nhờ từ vật chất bắt cầu để chúng ta đến gần lại với nhau.
Và đến gần rồi cũng từ vật chất để giúp cho chúng ta đổ vỡ sạch tình cảm luôn. Nên giữa con người đến với con người cực kỳ là phải suy nghĩ kỹ chỗ này. Nhất là những người mà giống như mình không quyết đoán trong tình cảm, thì chúng ta sẽ bị mất tình cảm và trở thành hận thù với nhau và trở mặt với nhau, không bao giờ gặp nhau. Là cũng từ ngay cái chỗ là chúng ta lương ương trong tình cảm, không quyết đoán trong tình cảm, không rõ ràng trong tình cảm. Và những mối quan hệ tình bạn, tình thầy trò và nhiều mối tình trong con người cũng vì cái chuyện chúng ta không rõ ràng, không quyết đoán, lê mê mà đổ vỡ tình cảm. Cả quý vị đi đến chùa cũng vậy. Sự thân thiết nào nó cũng phải có giới hạn của nó. Nếu như quý vị thân thiết đến mức mà bản thân của quý vị bị áp đặt vào đó luôn, có ngày quý vị sẽ mất đi tình người, tình cảm, tình thầy trò và quay lại sự hận thù với nhau. Nên trong cuộc đời này cái đối nhân xử thế nó khó lắm. Nên cái gì chúng ta làm được thì chúng ta làm, cái gì làm không được thì thôi, mình phải nói cho rõ ràng. Nên cái câu người xưa nói câu rất là hay: thà mất lòng trước đặng lòng sau, còn hơn là đặng lòng trước mà mất lòng sau. Nó đặng lòng trước bây giờ nó mất lòng sau là nó mất sạch. Còn mất lòng trước thì mình nói rõ ràng, nhưng mà nó đặng lòng sau là rõ ràng rồi, nên nó được. Nên quý vị biết những đức ở trong ngôi Tam Bảo thời gian mười mấy năm, những đức thấy nhiều lắm. Có khi quý thương rồi cái gì vị cũng đem đưa được, nhưng mà đã không quý thương rồi có khi đòi lại, ghê lắm. Nên bản thân mình làm bất cứ một việc thiện gì phải suy nghĩ cho thật kỹ, đã làm rồi thì quên đi, còn nếu không thì thà đừng làm, thấy không? Chứ đừng có nói ồ đây là công đức thù thắng, công đức vô lượng, công đức thù thắng, công đức vô lượng, rồi mình hứng quá mình nhào với mình làm, mình làm xong rồi cái mình tiếc, cái này là cái chết nè. Không bằng vì đi niệm Phật, không bằng vì niệm Phật. Nên những đức nói rằng đại sự không bằng vô sự, nó là như vậy đấy. Nên mỗi ngày mà tu được gì là nó tuyệt vời lắm. Còn việc thiện, việc tốt gì mà thấy nó phù hợp, làm được thì cố gắng mà làm. Chứ đừng nên chúng ta phan duyên. Cả việc thiện mà phan duyên cũng bị trở ngại đó. Anh đây là thù thắng, công đức vô lượng, công đức vô lượng. Cái công đức này nó là một cái phương tiện đó. Không khéo đó, chúng ta bị lạc lõng trong công đức đó. Cái công đức vô lượng, công đức vô lượng, nhưng mà không nghe pháp nhân quả. Cuối cùng làm nhiều việc thiện, nhưng mà quả báo đến với mình, sự trở ngại, sự này sự kia đến với gia đình mình và bản thân mình. Cuối cùng chúng ta lại nghi ngờ Đức Phật dạy có vấn đề. Đức Phật dạy có vấn đề. Tại sao công đức, tại sao nhiều việc thiện, tại sao nói những công đức thù thắng mà nhà tôi làm nhiều việc thiện mà bây giờ lại xảy ra vấn đề? Nên cái đó là gọi là phương tiện dẫn dắt mà không khéo dạy nhân quả. Câu này hay nè. Phương tiện dẫn dắt mà không khéo dạy nhân quả. Nên phương tiện nó rất là từ bi, nhưng phải kế đó là phải đem trí tuệ để đắp vào. Nếu như không đem trí tuệ đắp vào thì tác hại của phương tiện cực kỳ lớn. Nên trước cổng chùa để di tuệ thị nghiệp. Có người tu hành mình là cầu cái gì? Cầu trí tuệ. Mà trí tuệ phát sinh từ đâu? Từ sự định mà ra. Mà sự định phát sinh từ đâu? Mờ trong định lực nhân quả. Nên nhiều người tu chúng ta, tại sao càng tu càng phiền não nhiều? Là vì chúng ta bị chạy theo phước lớn thù thắng, công đức thù thắng, mà chúng ta cuối cùng gặp sự cố, chúng ta lại quay lại phỉ báng Phật pháp. Nên con người học Phật tính nhân quả là cái cực kỳ quan trọng. Dù bây giờ bạn đang gieo nhân thiện nhiều cỡ nào, nhưng cái quả báo ác của bạn nó quá nặng, thì bạn nhất định phải trả quả báo ác. Bạn không thể nào mà không trả được. Nên mới nói là trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà là như vậy. Nên khi mà mình nghe gì rồi, vì cái đối nhân xử thế nó quan trọng lắm. Nó rất là quan trọng. Nó phải rõ ràng. Cái nào mình làm không được là mình nói mình làm không được. Chứ đừng có bao giờ gì mà cuối cùng mất đi tình cảm. Thấy không? Nó như bản thân những đức cũng vậy. Làm được việc gì mình cố gắng mình làm thôi. Còn mình làm không được thì thôi.
Chứ bây giờ mà mình dị, mình làm, mình giết rồi mình bức luôn, cuối cùng mình tiêu luôn cũng không được cái gì. Cho nên những đức mong, những người mà chúng ta học tập chung gì phải nhận thức. Quý vị nhớ kỹ, không được lạm dụng tình cảm mà để mất đi tình cảm. Thà đi chậm mà chắc. Đi chậm mà chắc. Nên bất cứ một những người nào đến với những đức là những đức đều nói cái gì? Nhớ kỹ, con người thường bị một cái bệnh là khi thương thì như thế nào cũng được. Khi đã trở mặt thì không có cái gì mà được. Nên những đức từng nói câu nhớ không? Thương nhau trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Đó. Khi thương rồi là đội trên đầu, khi nó ghét rồi là nó đạp xuống đất. Có quý vị có chưa? Có thấy chưa? Chàng ơi, này là nói quá chàng luôn mà. Nói từ ở trong chùa cao Phật lớn mà cho tới ra ngoài đời luôn. Thấy chưa? Nên những đức là đã được trải nghiệm qua hết rồi quý vị. Vật chất nè, trải nghiệm ở vật chất nè, trải nghiệm ở danh tiếng nè, trải nghiệm ở chùa cao Phật lớn nè, trải nghiệm qua hết luôn. Nên như đã thấy rõ ràng hết rồi. Nên cái nguồn gốc khổ đau từ thân mà sanh ra tất cả diệt luôn. Đây, thân này nè là nguồn gốc khổ đau. Và cũng nhờ từ thân này giúp chúng ta thành Phật. Tùy quý vị thôi. Khéo léo sử dụng thì xấu cũng thành tốt. Không khéo léo sử dụng thì tốt thành xấu. Đó. Nên quý vị nhớ kỹ, có nhiều con người chúng ta khổ đau trong tình cảm là cái gì phải không? Thương chấp. Thương rồi chấp. Giống như chúng ta thèm một trái táo. Dù trái táo này mình không ăn nhưng mà tuyệt đối không cho ai ngửi. Đó cũng là thương mà chấp khổ đau. Thấy chưa? Không đơn giản đâu quý vị. Nó nên từ nơi đó, ví dụ như bây giờ chồng mình đi, dù là chia tay nhưng mình thấy họ quen người khác là mình ghét lan can luôn. Vợ mình tuy mình chia tay hoặc là mình xa rồi nhưng mà gặp đi với người khác là mình ghét lan can luôn, thấy chưa? Nên những đứa có nói là trái táo của mình thì tuyệt đối thà mình không dùng thì cũng không ai được đụng. Con người mình là gì? Khổ đau từ ích kỷ mà ra, tình chấp của thương ái và sanh ích kỷ. Khổ đau sanh ra từ thân này mà ra, thấy không? Thân này là chủ chốt của khổ đau. Như vậy thì chúng ta muốn giải quyết vấn đề khổ đau là từ đâu? Về thế giới cực lạc. Chỉ có về thế giới cực lạc mới hoàn toàn giải quyết vấn đề khổ đau. Là vì sao? Sanh trí tuệ. Hiểu không? Không còn tăng tứ đại mà có trí tuệ quán triệt tất cả vũ trụ nhân sinh. Nên từ nơi đó mà chúng ta không còn khổ đau. Nó bây giờ mình chưa đủ cái trí tuệ này để quán triệt. Nên mình còn nhiều thứ khổ đau lắm quý vị ơi. Hiểu không? Nên bây giờ có được những đức mà mỗi ngày tu với vị, điều này cũng là được lắm rồi đó. Những đức cũng cố gắng. Bây giờ cũng còn khỏe chứ, nay nếu mai mốt mà càng ngày càng lớn tuổi không biết theo vị nổi hay không luôn á. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nên bây giờ phải cố gắng quyết chí, cái tuổi còn khỏe này nè. Nên quý vị cũng phải nỗ lực cố gắng lên. Nó tránh bớt nơi thị phi nghe. Nơi nào thị phi tránh bớt đi. Nơi nào mà gặp nhau mà nói chuyện người này người nọ châm thọt người kia, tránh bớt đi. Còn mỗi ngày mà lo tu gì yên gì cứ tu đi. Tu xong rồi lo việc nhà của mình. Nhà mình quét chưa sạch mà đi quét nhà ai? Thôi, cố gắng bây giờ ở nhà tu. Quét nhà mình đi. Việc thiện việc tốt làm gì được thì làm. Đồng vợ đồng chồng thông cảm với nhau. Còn một mình làm có chừng mình vướng mình dính đó. Thấy không? Đừng có nói phước báo thù thắng, công đức thù thắng gì. Trước nhất là niệm Phật thù thắng. Rồi lấy câu Phật hiệu là chữ giác để áp dụng vô cuộc sống, để mỗi ngày đối nhân xử thế. Cái gì mình làm được mình làm không được thì thôi, đừng có miễn cưỡng. Thấy không? Nó đừng có phan duyên. Phan duyên coi chừng chuốc tai ương đó quý vị ơi. Tuy làm nhiều việc nhưng mà coi chừng chuốc tai ương đó. Cứ ở nhà mà lo niệm Phật, cứ lo tu đi, gầy dựng một thời gian vì sẽ thấy à. Thấy liền quý vị. Cố gắng đi sẽ thấy. Thấy cái gì? Sẽ thấy. Cố gắng. Thấy không? Bây giờ từ đây tới mà giờ nửa năm, một năm nữa mà ngày nào mà cũng tu gì nè, rồi sẽ thấy. Thấy cái gì thầy? Sẽ thấy. Đừng có nói trước. Không? Lúc đó vị sẽ thấy đặc biệt lắm. Thôi chúc an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi chúc vị buổi sáng an lạc nha. A Di Đà Phật.